nãy giờ mọi người đang tự hỏi, sao bác sĩ này lại suốt ngày ở trong bệnh viện đúng không? À, thì đơn giản tôi làm bác sĩ nội trú. Đã là một bác sĩ nội trú thì bệnh viện sẽ như là một người nhà thứ hai, và mọi người ở đây như là người thân trong gia đình của mình vậy. Cho nên bác sĩ viết pháp này có rất nhiều cô chú, anh chị họ hàng lắm đấy nhé. Bác sĩ nội trú viết pháp là một người đơn giản nhưng cũng khá phức tạp, nên tôi xin được tóm tắt về bản thân mình trong 5 chữ luôn. Đầu tiên, tôi xem bệnh nhân như người nhà của mình để thấu hiểu, chăm sóc, điều trị và tận tụy hết lòng. Thứ hai, luôn xác định rõ mục tiêu của bản thân, phải trở thành một bác sĩ nhãn khoa giỏi để có thật nhiều người yêu thương và nhiều người yêu, nhiều người thương. Điều thứ ba, tôi luôn chọn sự tử tế là định hướng cho mọi hoạt động. Nói nhỏ nhé, ngoài việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân hàng ngày thì tôi còn dành một chút lương cho thùng quỹ nhân văn này đấy. Thứ tư, nếu bạn luôn luôn đúng thì tôi sẽ chọn luôn luôn lắng nghe. Tôi cho rằng không có việc gì là hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai, cho nên tôi sẽ luôn lắng nghe để đón nhận thật nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Và cuối cùng, tôi luôn mong muốn sống một cuộc sống xứng đáng. Dù là cống hiến nhỏ hay to, tôi luôn hy vọng từng giây phút trôi qua đều là những trải nghiệm thật ý nghĩa. Cũng giống như tôi luôn tự hào về chiếc áo và đủ trắng và hành trình tuyệt vời tại Mắt Sài Gòn Cần Thơ. Hãy đồng hành và ủng hộ cho bác sĩ Việt Pháp nhé.